Sáng ngày 31 tháng 10, Ban Quản trị Chùa Bret Eun Bu xã Thạnh Thới An, huyện Trần Đề đã tổ chức lễ hạ thủy ghe ngò, chuẩn bị tham dự lễ hội Ốc Om Bốc đua ghe ngò Sóc Trăng lần thứ 5, khu vực Đồng bằng sông Cửu Long năm 2022. Năm nay, nhà chùa đã đầu tư 70 triệu đồng để sửa chữa lại ghe ngò. Mặc dù các năm qua ghe ngò của nhà chùa chưa đạt thành tích tốt, nhưng với tinh thần quyết tâm cao và sự chuẩn bị nghiêm túc, hy vọng năm nay sẽ cải thiện được thành tích tốt hơn. Ngoài ghe Bret Eun Bu tham dự lễ hội Ốc Om Bốc đua ghe ngò Sóc Trăng năm nay, huyện Trần Đề còn có đội ghe ngò chùa Bân Tôn Sa, xã Diên An. Trước đó, lãnh đạo huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện cũng đã đến thăm hỏi động viên và trao tiền hỗ trợ mỗi đội ghe 30 triệu đồng. Ban quản trị chùa Tôm Núp vừa tổ chức lễ hạ thủy ghe ngò nam Tôm Núp 2 và ghe ngò nữ chùa Tôm Núp. Dịp này, lãnh đạo huyện Châu Thành đến thăm và hỗ trợ 95 triệu đồng cho hai đội ghe nam và đội ghe nữ, hỗ trợ ghe cà hâu và đèn nước của chùa 35 triệu đồng. Còn ủy ban nhân dân xã An Ninh hỗ trợ 3 đội ghe 15 triệu đồng. Sau lễ hạ thủy, các đội ghe tập vợt bơi trên sông Madbeiro, thành phố Sóc Trăng. Các đội ghe của chùa Tôm Núp xã An Ninh có sự chuẩn bị khá sớm khoảng trên một tháng để tham gia tập luyện, đảm bảo sức khỏe và các kỹ thuật chiến thuật thi đấu tốt ở các vòng tranh tài. Năm nay, nhà chùa vận động kinh phí 20 triệu đồng để sửa chữa, sơn lại các ghe và có khoảng 250 vận động viên tham gia ở 3 đội ghe của chùa. Mới đây, trên khu vực biển Tây Nam, lực lượng chức năng của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát 4 đã phát hiện bắt giữ một tàu vận chuyển khoảng 45.000 lít dầu đeo không rõ nguồn gốc để xử lý theo quy định của pháp luật. Cụ thể, vào lúc 22 giờ 35 phút ngày 26 tháng 10 năm 2022, trên vùng biển Tây Nam cách Đông Đông Nam quần đảo Thổ Chu khoảng 13 hải lý, lực lượng chức năng của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 phát hiện tàu cá mang số hiệu KG93835TS do ông Huỳnh Chí Thành, sinh năm 1960, thường trú tại khu phố 2 thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau làm thuyền trưởng, đang chở khoảng 45.000 lít dầu đeo không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp. Tổ công tác của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính, dẫn giải phương tiện về cảng hải đội 422, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang để tiếp tục điều tra xử lý đúng theo quy định của pháp luật. Trước đó, vào ngày 24 tháng 10 năm 2022, lực lượng chức năng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 đã tạm giữ tàu cá mang số hiệu KG93878TS đang vận chuyển khoảng 22.000 lít dầu đeo không có giấy tờ hợp pháp. Lực lượng chức năng đã dẫn giải phương tiện về cảng hải đội 421 để điều tra xử lý theo quy định. Tại trường Hội nhập quốc tế ICUN Sóc Trăng đã tổ chức ngày hội Halloween với nhiều hoạt động thú vị cho học sinh các khối tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông. Tham gia ngày hội, các em đã được xem kịch về nguồn gốc của ngày lễ Halloween, văn nghệ và đố vui Halloween. Tại các khối lớp cũng đã có các gian hàng và diễn ra các hoạt động như nhà ma, rạp phim, phòng trà. Halloween là lễ hội hóa trang được tổ chức vào cuối tháng 10 hàng năm. Trong dịp này, trẻ sẽ hóa trang thành những nhân vật ma quái hay các nhân vật hoạt hình đến gõ cửa những ngôi nhà trong khu phố để xin bánh kẹo. Ngày lễ này phổ biến ở các nước phương Tây và gần đây là châu Á. Ban đầu nó được những người nông dân tổ chức như lễ tạ ơn sau mùa gặt. Nhưng ngày nay, nó đã trở thành lễ hội thường niên của trẻ em nhiều nước trên thế giới. Đây cũng là một trong những hoạt động được trường Hội nhập quốc tế iSchool Sóc Trăng tổ chức hàng năm nhằm giáo dục các em về văn hóa các nước. Từ đó góp phần đào tạo học sinh vững về kiến thức và kỹ năng nhiều hiểu biết, sẵn sàng hội nhập và phát triển. Hội chữ thập đỏ tỉnh Sóc Trăng vừa phối hợp khánh thành đưa vào sử dụng cầu nông thôn tại ấp Mỹ Lộc, xã Mỹ Bình, thị xã Ngã Năm. Cầu được xây dựng kiên cố bằng bê tông cốt thép, có chiều dài 20m, rộng 3m, với tổng kinh phí 165 triệu đồng do Hội chữ thập đỏ Thiện Tâm, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh vận động các mạnh thường quân đóng góp. Sau khi cây cầu được hoàn thành đưa vào sử dụng, sẽ tạo điều kiện cho người dân, nhất là các em học sinh nơi đây đi lại dễ dàng, vận chuyển hàng hóa, nông sản cũng thuận tiện hơn, qua đó góp phần vào việc thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương. Tại buổi lễ, các nhà tài trợ đã trao tặng 50 phần quà cho hộ nghèo, đội tình nguyện sinh viên 07 trực thuộc Hội chữ thập đỏ tỉnh Sóc Trăng, tặng 15 chiếc xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.